Đoàn hành hương chúng tôi đang có mặt tại tòa nhà mang tên là Huyền Trang Kỷ Niệm Đường, tức là đền thờ kỷ niệm Ngài Huyền Trang. Đền tưởng niệm này được chính phủ của hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ hợp tác xây dựng vào năm 1960 và hoàn thành nó vào năm 1984. Cho đến năm 2001, chính quyền Ấn Độ đã giao việc quản lý đại đường kỷ niệm đường này cho trường đại học Nalanda mới để mở cửa đón du khách và chính thức trở thành là một trong những điểm du lịch rất quan trọng tại khu vực đại học Nalanda. Sở dĩ có tòa nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang là vì đó Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc vào giai đoạn đó và Thủ tướng Nehru của Ấn Độ trong giai đoạn đó đó muốn xóa đi cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nước, thì họ tìm một biểu tượng, một nhân vật lịch sử nối kết về văn hóa giữa hai bên, thì Ngài Huyền Trang được xem là xứng đáng nhất để tạo ra cái dịp nói quan trọng này. Ngài Huyền Trang có 5 năm là sinh viên xuất sắc của trường đại học Nalanda. Sau đó vừa tốt nghiệp thì Ngài được giữ lại trường trở thành là giáo sư một năm trời. Thì 6 năm ở tại khu vực Nalanda này đó đã giúp cho Ngài Huyền Trang có được một kiến thức về Phật học rất là vững chãi, vì lúc đó Ngài được học trực tiếp với các vị cao tăng lỗi lạc nhất ở tại Ấn Độ nói chung và riêng khu vực đại học Nalanda này nói riêng. Ngài Huyền Trang xuất gia vào năm 12 tuổi, sinh vào năm 603 và đến năm 26 tuổi, tức là năm 629, Ngài Huyền Trang chính thức rời khỏi Trung Quốc để sang du học tại Ấn Độ. Động cơ thúc đẩy Ngài Huyền Trang sang Tây Phương để du học là vì theo Ngài đó, cũng là một bản kinh điển tiếng Sanskrit có quá nhiều các bản dịch khác nhau, có bản dịch đó là thoát nghĩa, có bản dịch tối nghĩa, cho nên đó, Ngài cảm thấy hơi hoài nghi về cái độ chuẩn xác của các bản dịch. Từ đó Ngài quyết định là tự mình sang Ấn Độ làm nắm vững được tiếng Sanskrit để có thể phát tâm dịch lại toàn bộ các kinh điển cho người Trung Quốc. Thì cái động cơ to lớn đó đã làm cho Ngài vượt qua luôn cả cái nỗi sợ hãi về cái chết, băng qua sa mạc Gobi mà lúc bấy giờ đó theo sách sử mô tả 100 người đi may mắn chỉ có 1-2 người sống sót, và Ngài Huyền Trang là một trong những người sống sót rất hy hữu khi có mặt ở tại đất nước Ấn Độ này. Quá trình du học của Huyền Trang đã làm cho Ngài đó ngoài việc nắm vững triết học Phật giáo còn mang lại cho nền Phật học của Trung Quốc trên 35.000 từ ngữ Phật học mới. Điều đó, đó đã cho thấy cái nền văn học của Trung Quốc trở nên phong phú hơn nhờ vào các bản dịch kinh mới với các thuật ngữ Phật học mới, cho thấy cái sáng tạo về thuật ngữ và cách dùng từ khéo léo của Huyền Trang đã làm cho nền văn học của Trung Quốc trở nên rất là phong phú. Khi trở về lại Trung Quốc thì Ngài Huyền Trang đã mang về 657 pho kinh và Ngài phát tâm dịch cho đến lúc Ngài qua đời vào năm 664. Cuộc đời của Ngài Huyền Trang là một tấm gương chói sáng về sự tận tụy và dâng hiến. Trong nền văn học Phật giáo đó thì Ngài Huyền Trang là biểu tượng của đại trí tuệ. Ngài là người có công tập đại thành tác phẩm Thành Di Thức Luận, một tác phẩm triết học tổng kết tất cả các cái quan điểm và sớ giải của 10 đại luận sư về trường phái Duy Thức Học, còn được gọi là trường phái Tâm Thức Học. Và tác phẩm đó, đó đã giúp cho các nhà tâm thức Phật giáo, các nhà nghiên cứu về bộ não và vai trò của nhận thức có thể hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Đức Phật dưới hình thức là ngành nghiên cứu về tâm. Trong dân gian đó thì có một số lời đồn đãi về Ngài Huyền Trang là người đã sáng tạo ra học thuyết dựa vào hơi ấm để biết cái cảnh giới tái sanh của con người sau khi chết, và đồng thời người ta cũng đồn thổi rằng đó Ngài Huyền Trang là người đưa ra quy định trong vòng 8 tiếng đồng hồ sau khi qua đời đó không nên đụng vào thi thể của người quá cố, vì người ta tin rằng đó việc làm như thế đó làm cho người quá cố chưa được siêu sinh cảm thấy đau nhức và khởi lên cái tâm niệm sân hận
từ đó rơi vào cái cảnh giới tá sanh xấu. Thật ra đó chỉ là những niềm tin mê tín của người Trung Quốc, nhưng để cho người ta chấp nhận niềm tin này trong Tịnh Độ Tông thì người ta phải lấy cái uy tín to lớn của Ngài Ngụy Trang và cho rằng Ngài là tác giả của hai học thuyết này. Vì là một nhà đại trí thức của Phật giáo và là một nhà tâm thức học vĩ đại của Đạo Phật thế giới nói chung và của Phật giáo Ấn Độ và Trung Quốc nói riêng, trong tác phẩm quan trọng nhất của Ngài Ngụy Trang nói về vấn đề đó là Hành Giới Thức Luận, chúng ta không thể tìm ra một câu chữ nào bằng nghĩa đen hay là nghĩa bóng nói về hai niềm tin sai lầm vừa nêu. Do đó là những người tu học Phật á, chúng ta cần phải trả lại sự thanh tịnh cho Ngài Ngụy Trang để không gán ghép thầy bởi các niềm tin mê tín như đã được đồn thổi trong dân gian của Trung Quốc và Việt Nam. Ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại tòa nhà vĩ đại tưởng niệm Ngài Ngụy Trang, chúng ta nên ghi nhớ rằng nếu không có cái mô tả rất chi tiết của Ngài Ngụy Trang trong tác phẩm Đại Đường Tây Phước Ký, tức là ký sự hành hương Đức Phật của chính Ngài, thì có lẽ các nhà khảo cổ học Anh, khảo cổ học Ấn Độ và khảo cổ học Nepal đã không có thể tìm ra được các Phật tích. Vào đầu thế kỷ thứ 7, lúc đó thì Phật giáo tại Ấn Độ rất là thịnh hành, nhất là trường phái Đạo Phật Đại Thừa. Và những mô tả của Ngài Thiền Quang là chính xác đến từng chi tiết một. Nhờ đó mà khi khai quật lên, dựa vào những mô tả đó, người ta mới xác định được đâu là nơi Đức Phật đản sinh, đâu là nơi Đức Phật thành đạo, đâu là nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đâu là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, và các di tích khác bao gồm núi Linh Thú, trường Độc Na Lan Đà, thành Xá Vệ, vân vân. Chừng đó thôi cũng đã thấy đóng góp to lớn của Ngài Ngụy Trang trong vấn đề ký sự và sự lịch sử. Giờ đó mà ngày hôm nay sau nhiều thế kỷ Phật giáo bị lãng quên tại đất nước Ấn Độ nơi khai sinh ra Đạo Phật, chúng ta những thế hệ người đi sau mới có cơ hội tìm về những dấu chân hoằng hóa của Đức Phật ngày xưa, để từ đó chúng ta củng cố thêm niềm tin trí tuệ về những niềm minh triết mà Đức Phật đã dạy. Tưởng niệm Ngài Ngụy Trang, cách đơn giản nhất và tốt nhất là chúng ta hãy trở thành những người tu học Phật thật giỏi, thật chuẩn xác, để có thể có được những cái bước tiến bộ trong con đường tâm linh. Vào 6 thập niên trước, tại Việt Nam, chúng ta có một vị trưởng lão, đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu, được xem như là quyền trang của Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Sau hơn 11 năm tu học tại Đạo Na Lan Đà, bằng kiến thức nắm vững về văn học Bali, trở về lại đất nước Việt Nam vào năm 1964, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đã phát tâm phiên dịch kinh điển Bali ra tiếng Việt. Nhờ mảng văn học kinh điển Bali này mà Tăng Ni Việt Nam từ năm 1964 cho đến ngày hôm nay có được cái kiến thức Phật Pháp tổng hợp từ hai trường phái Phật giáo, đó là trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và trường phái Phật giáo Đại Thừa. Thông qua nghiên cứu của Hòa Thượng, Tăng Ni Việt Nam lại còn biết thêm một nền văn học rất to lớn của trường phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Do đó công lao của Hòa Thượng trưởng lão Thích Minh Châu, một biểu tượng của Ngụy Trang Việt Nam, đã làm cho Phật giáo Việt Nam có một cái tầm nhìn, có những hoạt động Phật sự mà tính hài hòa dung hợp giữa hai trường phái Phật giáo, hiếm có được một quốc gia nào đạt được cái sự hài hòa như thế. Tưởng niệm trưởng lão Ngài Ngụy Trang Tam Tạp Pháp Sư của Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời chúng ta cũng tưởng niệm trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, đường Tam Tạng Pháp Sư của Việt Nam, để chúng ta thấy là việc phiên dịch kinh điển chuẩn xác theo phong cách học thuật của hai vị đã làm cho các nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới có thể hiểu một cách sâu sắc và chuẩn xác về nền Phật học của Phật giáo Ấn Độ nói chung và của văn học Phật giáo bằng Hán Tạng nói riêng. Oh.
ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò rừng thấp thâm u quyết chi, vẫn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bát xưa, chú cha ta tin nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, sẽ mây xanh tuyệt định vắng ngân. Chợt đâu một phím thơ trầm, chợt đâu cao vút dưa vời đất tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia. Quá căng dây sẽ đứt lìa, qua trùng vô dụng chẳng vừa ấm dai. Ai cực đoan kéo dài lầm lạc, cũng chỉ là bất cập rỗng không. Đắm say lời dưỡng giấc nồng, cực hình khổ hành ngược dòng thánh lưu. Gầm đến đây đèn mờ thoát sáng, nhìn trời cao quang đắng là thương. Từ nay trung đạo là đường, định tâm thiền tuệ vẫn dương dương lòng. Tiếp tục đến chuyến thăm trường Đại học Phật giáo Nalanda, ngôi trường Phật giáo đầu tiên trên thế giới đã bị phiến quân Hồi giáo tàn phá nặng nề. Chúng ta đang ở trên cái khu vực của Đại học Nalanda, con đường dẫn đi vào. Đại học Nalanda ngày nay chỉ là một phế tích thôi. Và phế tích Đại học Nalanda để đã được phát hiện bởi vua chúng ta vào thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Sau khi nghiên cứu thì ta thấy có cái ba di chỉ khảo cổ
ngoài cái di chuyển khổng lồ thế kỷ thứ 5 còn có thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 9, và cả ba vị vua về đó ba lần đó đều do ba vị đại vua góp phần xây dựng nên. Trở về với sự kiện liên hệ đến Đức Phật đó, thì vào thời đại của Đức Phật, tức thế kỷ thứ 6 trước Công lịch, Đức Phật đã từng đến Nalanda. Và giai đoạn đó thì Nalanda đó là một cái khu vườn xoài rất là lý tưởng, và Đức Phật cũng đã từng đến đây thuyết giảng triết lý của Ngài cho cư dân tại địa phương. Sa Đề Phất là người sanh ra ở Nalanda, và bên trong Nalanda nó có một cái tháp thờ Ngài để đánh dấu cái đóng góp to lớn của Ngài cho lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ. Theo mô tả của người Huyền Trang trong Đại Đường Tây Phước Ký đó, thì động Nalanda đó có hình chữ nhật, chiều dài đó là 7 dặm, chiều ngang đó là 3 dặm. Nhưng các nhà khảo cổ học người Anh và Ấn Độ khai quật tại đây đó chỉ phát hiện ra một cái khu vực trong diện tích là 1 cây số vuông. Điều đó cho thấy nó có sự khác biệt giữa những cái mô tả và sự thật lịch sử. Tại Đại học Nalanda đó, theo mô tả của Huyền Trang đó, thì có tất cả là 10.000 sinh viên quốc tế, 1.500 giáo sư, các vị đại sư nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo, bao gồm Ngài Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng, Long Thọ, v.v. và nhiều triết gia vĩ đại của Phật giáo, đều là những người đã từng học tại đây và từng là các vị đại sư nổi tiếng tại trường Đại học Nalanda này. Đại học Nalanda đó vào lúc đó dạy các môn ngoài Phật học, còn có môn y khoa, môn khoa học, môn logic và môn công nghệ. Là vào thế kỷ thứ 12 đó, lực lượng quân đội Hồi giáo đã xâm lăng Ấn Độ, tấn công Đại học Nalanda. Thì phần lớn các tu sĩ tại Đại học Nalanda đó đã đi vượt biên sang những nước khác như là Nepal, hoặc là đến vùng Hy Mã Lạp Sơn để tiếp tục tu tập. Nalanda đó chỉ còn lại là một cái khu vực phế tích như chúng ta đang nhìn thấy. Về quá trình khai quật và khảo cổ đó, thì vào năm 1861, nhà khảo cổ học người Anh là Cunningham đã có công khám phá và tiến hành các cái khai quật. Và dựa vào mô tả khai quật của ông đó, thì Nalanda nằm trong một diện tích là 1 km vuông. Một cái số vuông đó, nếu chúng ta quan sát sẽ thấy là có hai dải. Dải bên tay phải của mình đó là Tăng Xá, trong đó có luôn cả học đường đính kèm. Còn dải bên tay trái đó, đó là tháp và tự viện. Với hai dải như thế này đó, các hoạt động tu học đối với 10.000 sinh viên đọc lên đà được diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Đang đi ngang qua một cái khu vực Tăng Xá, được gọi là Tăng Xá số 6. Căn xá này đã được nối kết bởi các cái phòng học, và chu vi đó nó tạo ra thành là một hình vuông hoặc hình chữ nhật. Mỗi một phòng có một cái diện tích vừa phải. Chính giữa của khu tăng xá đó là một cái sân mà ngày xưa đó thực ra đó là một cái phòng học rất là lớn để cho các tu sĩ ở tại tăng xá nào thì học tại chỗ ở tăng xá đó. Nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy ở dưới nền gạch đó, nó sẽ có những cái trụ đá mà dựa vào cái cấu trúc cổ đó, chúng ta biết rằng là nó là những cái trụ cột để dựng lên một cái phòng học rất là lớn nha. Do vì lực lượng Hồi giáo tàn phá, chúng ta chỉ thấy lại là những cái đế của trụ cột thôi, còn toàn bộ cột đó đã bị phá nát hết rồi. Từ ngay vị trí bàn tay của chúng tôi đó xuống dưới lại cái đền đó, đó là gạch nguyên thủy đã trên 15 thế kỷ, còn ba hàng gạch ở phía trên đó là gạch mới người ta dựng lên, để chúng ta thấy rất rõ là 15 thế kỷ trước đó người ta đã làm gạch đó, với cái hình thù cũng rất là đẹp, cái cách thiết kế cũng rất là ấn tượng, và nó tạo ra một cái màu sắc rất là hài hòa. Cái đó thì chúng ta thấy là bên tay trái và bên tay phải của một cái tăng xá đó thường có hai cái bệ thờ, hiện nay nó đã bị phá hư rồi, không còn được rõ ràng lắm nha. Thì mỗi một bệ thờ đó có một tượng Phật đặt lên trên, và các vị tăng sĩ đó mỗi khi đó là vào tăng xá hay là ra tăng xá đó, tùy theo cái chiều thuận hay là nghịch mà các vị đó ta hướng về hoặc bên trái hoặc bên phải, lúc đó ta niệm là quy Phật con quy về nương tựa, quy pháp con học hỏi chân thành, quy tăng con theo sự hòa hợp của tăng đoàn, rồi sau đó người ta mới tiến hành các sinh hoạt. Ý nha, nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ nha, lỗ nhỏ nhỏ họ cố tình làm như thế, và người ta đặt ra cái giả thuyết là có lẽ là khi làm cái gạch này đó, người ta để xôm ra những cái lỗ nhỏ nhỏ
và từ đó nó tạo ra cái sự khai thông đó giữa trong và ngoài, cho nên nó là nó không có tụ nước lại, cho nên là rêu không thể bám ở trên các cái viên gạch này được. Cửa cái khu tăng xá, mỗi một cái tăng xá thì gồm có nhiều phòng, mỗi một phòng nó thiết kế theo một cái hình chữ vật hoặc là hình vuông, có khi là một tu sĩ hoặc là hai tu sĩ ở. Còn cái khu vực này đó, chính giữa này đó là cái phòng đại học. Chúng ta thấy là đang đứng trên này đó là có những cái cột đá mà đã bị phá vỡ. Trước đây nó là cái hệ thống để chống đỡ cả một cái phòng học rất là lớn. Còn ở giữa sân đó thì chúng ta thấy là ngoài cái giếng nước để phục vụ cho các tăng sĩ hoặc là sinh viên học ở tại khu vực này, thì nó còn có ba cái hệ thống, mỗi hệ thống nó có những cái ô song song. Thực ra nó chính là cái bếp ở trong khu vực để mà nướng mà, hoặc là nấu, hoặc là sử dụng cho các mục đích khoa học mà người ta chưa có tìm ra được hết. Thì trong mỗi cái khu tăng xá đó đều có một cái giếng để cho giáo sư và sinh viên cùng sử dụng uống. Nếu lại đó quan sát đó, thì chúng ta sẽ thấy cái giếng nó có hình thù là bát giác, vì Đức Phật đó có học thức quan trọng nhất là bát chánh đạo, cho nên trong đồng Đại Lăng Đà đó, biểu tượng của bát chánh đạo là hình thù bát giác và cái giếng cũng mang hình thù đó. Bây giờ chúng ta lại quan sát lại thấy nha. Thì trong lúc nghe Thích Như Thủy trong một cái khu tăng xá được đặt tên là khu tăng xá số 9, thì cái giếng chủ yếu là dành cho các giáo sư và sinh viên bao gồm tăng sinh ở tại khu vực này sử dụng. Hình thù của giếng này có hình bát giác, tượng trưng cho bát chánh đạo, con đường thánh rất quan trọng mà Đức Phật đã chủ trương trong bài kinh Đại Chữ Pháp Luân, bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai. Thì trong Đọc Lan Đà, tất cả các cái giếng đều có cái cấu trúc hình bát giác như thế này. Tôi xin cung cấp quý vị một cái thông tin rất là thú vị. Vào thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ 12, tức là suốt 700 năm đó, thì trong Đọc Lạc Đăng Đà này như đã nói là 10.000 sinh viên quốc tế và 1.500 giáo sư, thì tất cả sống và sinh hoạt tại đây. Họ nấu nướng trong khu vực này, rồi quét, dọn dữa, học tập, hỗ trợ rất là thân ái với nhau. Ngày nay đó, đến sự trợ giúp của Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và một số nước Phật giáo, thì trường Đồng Đại Lăng Đà mới đó dự kiến sẽ được mở ở tại khu vực núi Linh Thú. Và nếu cái dự án đó mà được thành tựu đó trong tương lai đó, thì không có bất kỳ một cái sự phong tục đối xử nào, tất cả đều được là nhập học để học được cái đền minh triết đặc biệt của Phật giáo. Mà bảo trợ đó, đó là 1 tỷ mỹ kim để xây cái trường Đồng Đại Lăng Đà mới. Nha, mỗi một tăng xá thì nó có cấu trúc giống như thế này. Chính giữa là cái đại học, và thỉnh thoảng sẽ có những cái khu nhà bếp tự nhiên và một cái giếng nước. Rồi bọc theo cái khu nhà học đó, thì nó có những cái khu nhà tăng. Mỗi một cái nhà tăng như vậy đó có thể ở được là 2 sinh viên hoặc là tu sĩ hoặc là cư sĩ. Thank you.
Phật như bóng mát cha con nắng mùa hè, lời Phật như chiến nón cha con khi trời mưa, lời Phật như đóa hoa cuộc đời vang tiếng ca. Lời Phật như áo ấm trong mùa đông giá lạnh, lời Phật như ánh sáng trong đêm dài mênh mông, lời Phật như bóng trăng dịu dàng soi thế gian. Xin cho con từ đây thâm tâm không đổi thay, luôn sống như Phật dạy, tinh tấn qua từng ngày, đem thương yêu rừng xây, chúng con tìm bàn tay cho thế gian đọa đầy, thôi không than từ nay. Sự sống cho con bớt yếu mềm, lời Phật như tia nắng tắm con là mùa xuân, lời Phật như tiếng chuông quyện vào trong khói hương. Lời Phật như mái ấm cho con qua bão bùng, lời Phật như suối mát cho con gội sạch trong, lời Phật con khát khao trầm hùng như núi ca. Lạc thang đã từ lâu, vô minh con chiều sâu, nay hướng theo lời Phật giải thoát con tìm cầu. Như đi trong chiều sương, xa xa nghe hồi chuông, ơn đức của Phật dạy con tâm trong tình. Lang thang đã từ lâu, vô minh con chiều sâu, nay hướng theo lời Phật giải thoát con tìm cầu. Như đi trong chiều sương, xa xa nghe hồi chuông, ân đức của Phật dạy con tâm trong tình thương.
cất tiếng hát đem tình thương vào đời, thấy ấm áp khi lòng ta dặn người. Ánh sáng chiếu soi mười phương tuyệt vời, khắp thế giới bước chân theo lời người, bằng tiếng hát đem từ bi vào đời, và chánh pháp sẽ lan xa ngàn nơi. Tiếng hát làm bớt đau thương, ta hát ca say tình chan hòa. Cất tiếng hát đem về cho cuộc đời, có tiếng gió chan và sao hòa lời, rất thâm thiết khi ngợi ca tình đã cho ta cuộc đời. Để mãi mãi xin được theo lời người, bằng tiếng hát với con tim từ bi, một lần tìm được hướng đi từ nguồn đạo vàng khắc ghi. Vì kiếp sống cần có thương yêu, tiếng hát làm bất thương đau, ta hát ca xây tình chan hòa. Sau lưng chúng tôi là cổng ra vào một tăng xá trong số 14 tăng xá của Lộc Đa Lăng Đà. Thì trước cái cổng ra vào đó, trái và phải chúng ta thấy có hai cái bệ thờ tượng Phật. Mà vào thời xưa từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12 đó, thì các tăng sinh hoặc là sinh viên từ bên trong đi qua hoặc là từ bên ngoài đi vào, thì thường họ sẽ dừng lại hoặc trái hoặc phải và cúi đầu niệm quy ngưỡng Phật, con quay về nương tựa, quy ngưỡng Pháp, con học hỏi chân lý, quy ngưỡng Tăng, con thực tập hạnh hòa hợp và dung thông. Thì đó là cái cách mà các tăng sĩ và sinh viên sống tại đây đó thường làm hàng ngày. Sau lưng chúng tôi là các viên gạch đỏ, cấu trúc chính của trường học Đa Lăng Đà, cũng như là thư viện của trường đại học này. Ký sự của Ngài Quyền Trang cho biết, thư viện của trường đại học Đa Lăng Đà cao 9 tầng, và khi lực lượng Hồi giáo tàn phá cái công trình đại học vĩ đại này đó, họ đã đốt cháy thư viện, và thư viện đó đã cháy suốt liền 6 tháng trời mới hết tất cả các sách. Điều đó cho chúng ta một giả thuyết rằng là thư viện của Đại học Đa Lăng Đà rất là vĩ đại, mà vào thế kỷ thứ 5 nó được xem như là một nơi dự trữ các cái nguồn sách hay nhất trên thế giới. Trong số hàng trăm phòng tại Đại học Đa Lăng Đà, tương truyền rằng đây là phòng mà Ngài Quyền Trang có 6-5 năm làm sinh viên và 1 năm làm giáo sư. Phòng này có diện tích khoảng 6 mét vuông. Và ở dưới góc của phòng chúng ta thấy có một cái hang. Mà ngày xưa thì nó cao hơn, nó khoảng 1 mét mấy. Thì trong hang này đó, tương truyền rằng là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Ngài Quyền Trang vào bên trong ngồi thiền. Và phòng này là hoàn toàn không có giường. Nó giống với cái thiết kế phòng dành cho các bậc cao tăng trong khu vực này. Thiết kế của tăng xá này có phần đặc biệt hơn các tăng xá còn lại. Ở sau lưng chúng tôi đó là nhà kho của tăng xá này, nơi được tin rằng là nơi cất chứa các lương thực dành cho chư tăng hoặc là sinh viên trong khu vực. Ở cái bức tường bên tay trái chúng tôi, bên dưới đó theo cái nhà kho học, thì đó là cái di chỉ khảo cổ của thế kỷ thứ 5. Chính giữa là lớp di chỉ khảo cổ thế kỷ thứ 7. Và bên trên cùng là di chỉ khảo cổ thế kỷ thứ 9. Sở dĩ người ta để cả 3 lớp di chỉ khảo cổ này đó, để cho thấy rằng là trường đọc Na Lăng Đà đã trải qua 3 lần trùng tu. Lần đầu tiên là thế kỷ thứ 5, lần thứ 2 là thế kỷ thứ 7, và lần thứ 3 là thế kỷ thứ 9. Cả 3 lần trùng tu này đều là do các vị vua của giai đoạn đó phát tâm bảo trợ để giúp cho trường đọc Na Lăng Đà trở nên là nơi đào tạo tăng tài của thế giới. Dù gian khó ta hằng sống trong hào khí, trong yên lành,
dù vui sướng nhưng thường nhắc mau dừng bước lang thang này. Trời thành thoát đây nguồn sống luôn hạnh phúc luôn tràn đầy, đời hoàng vắng ta lần bước mang vần sáng trao cho người. Thanh thang kia bao dung nhau yêu thương đó không vui buồn, như mây trôi không cao sang không vương mắt trong lòng yên. Đời tâm hoa hoa vô, hoa tình khiếp hoa vô cùng, tìm vào đời niềm hài hoa vô vàn. Sáng ngày 14 tháng 3, đoàn tiếp tục đến chiêm bái Phật tích quan trọng bậc nhất trong các thánh tích, đó là Bồ Đề Đạo Tràng tại Piha. Dòng người vừa đi thiền hành với những bó hoa trên tay trang nghiêm thành kính, tiến vào ngôi bảo tháp với câu niệm thánh hiệu Bổn Sư Thích Ca vang động cả một quãng đường dài. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương đang dừng lại tại địa điểm mà các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng vào tuần lễ thứ năm sau khi giác ngộ, Đức Phật đã dừng chân tại nơi này. Tại đây Đức Phật có một thảo luận về Phật pháp với hai vị Bà La Môn. Trong thảo luận đó, Đức Phật khẳng định rằng không phải do thọ sinh, không phải do bối cảnh gia đình, không phải do giai cấp mà con người chọn là nghiệp A, B hay là C, do tự do ý chí và các hành vi đạo đức mà con người có các nghề nghiệp, hành vi, lối sống và ứng xử trong cuộc đời. Bằng học thuyết đơn giản này, Đức Phật đã phủ định học thuyết định mệnh, định nghiệp của Bà La Môn giáo mà vốn nó là nỗi ám ảnh nhiều thế kỷ đối với những người thuộc giai cấp thấp. Theo Đức Phật, nhân cách con người do hành động của con người mà ra. Đang ghi theo triết học và tôn giáo Bà La Môn, nhân cách con người do giai cấp mà ra. Người sanh giai cấp vua chúa hay giai cấp Bà La Môn thì từ thế hệ này sang thế hệ khác giữ nguyên giai cấp đó và được xã hội đề cao, tôn trọng, tôn kính. Đang khi những người thuộc giai cấp cùng đinh giàu có đạo đức lớn, trí tuệ cao, đóng góp nhiều, tinh thần nhân ngã, thái độ vị tha, tâm bao dung, vẫn được xem là những người không có vai trò trong xã hội. Học thuyết đạo đức và các hành vi do tự do ý chí được Đức Phật truyền bá tại địa điểm này là một tiếng chuông cảnh tỉnh và xóa sổ các niềm tin về định mệnh, định nghiệp của Bà La Môn giáo. Và tại đây, nền đạo đức học Phật giáo đã được hình thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc của Niết Bàn, một trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, kết thúc toàn bộ khối khổ đau, sầu, bi, u, não và tất cả các nguyên nhân tâm lý và hành động dẫn đến chúng, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và tất cả các phiền não âm tính liên hệ đến chúng. Niết bàn được Đức Phật khám phá và chứng nghiệm dưới cội Bồ Đề Thiên là trạng thái tâm an lạc, vĩnh hằng, không mang tính điều kiện, không bị vô thường chi phối. Nó là trạng thái mà tất cả những người tu học theo Đức Phật về sau này cho đến ngày hôm nay nỗ lực hướng về để đạt được. Người tuần lễ thứ nhất dưới cội Bồ Đề này là người tu học Phật, chúng ta học một số bài học như sau. Thứ nhất là liên khiết tri thức. Đức Phật là đã đánh giá con đường chân lý mà Ngài đã khám phá dưới cội Bồ Đề này.
kiểm định lại chân lý thêm nhiều lần nữa, trải nghiệm niết bàn trước khi công bố nó, truyền bá nó cho tất cả những người hữu duyên. Đây là sự liên kết tri thức và là trách nhiệm đạo đức rất cao quý của Đức Phật. Thứ hai, vì niết bàn là trạng thái an lạc tĩnh tại của tâm mang tính vô điều kiện và không bị vô thường chi phối, người tu học Phật cần phải hướng về sự làm chủ dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, các hành vi và thói quen của mình, để ngay trong kiếp sống hiện tại này chúng ta đạt được các giá trị lệ lạc và an vui, không chờ sau khi qua đời. Phương pháp tu của đạo Phật nếu dùng ngôn ngữ thì để giải thích thì đạo Phật thuộc về thì hiện tại. Chủ nghĩa hiện tại của đạo Phật khác với chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây. Nếu hiện sinh phương Tây chủ trương ăn mặc ngủ hưởng thụ, chuyện của tương lai thế nào thì để tương lai lo, thì chủ nghĩa hiện tại của đạo Phật xác định rất rõ an lạc hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Người làm chủ được thân và tâm, lời nói và việc làm, hành vi và ứng xử sẽ là người đạt được an lạc nhất, bất luận người đó ở vai trò vị trí xã hội nào, đang làm gì, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, trí thức hay bình dân. Và đó là triết lý rất thiết thực mà Đức Phật đã dạy. Nơi tháp đại giác ngộ mà chúng ta đang đứng ở bên cạnh là địa điểm quan trọng nhất, thiêng liêng nhất đối với cộng đồng Phật giáo thế giới. Tháp có chiều cao 180 feet và tương đương với 55 mét. Trên đỉnh tháp có một khối vàng nặng 290 kg do cộng đồng Phật giáo Thái Lan và chính phủ Thái Lan hiến cúng và mới được hoàn thành vào năm 2014. Sở dĩ cộng đồng Phật giáo thế giới dành cho nơi này lòng tôn kính sâu xa nhất là vì đây là địa điểm kỷ niệm nơi Đức Phật ngồi thiền định bất động 49 ngày và trở thành bậc đại giác ngộ toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đại đế Asoka vào năm 260 trước Tây lịch đến chiêm bái Phật tích quan trọng này và đã cho xây dựng một ngôi tháp mà các nhà nghiên cứu tin rằng sau một lần trùng tu vào thế kỷ thứ 5, tháp có hình thù cao lớn như chúng ta nhìn thấy hiện nay. Về cấu trúc và vật liệu xây dựng nên tháp, tháp có kiến trúc mỹ thuật rất đặc thù của triều đại Gupta, tức là triều đại của vua Asoka. Và đây là tháp có cấu trúc làm toàn bằng gạch đỏ. Sau nhiều lần trùng tu vào đầu thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, dưới sự bảo trợ và cúng dường của vua Miến Điện và cộng đồng Phật giáo Miến Điện, một lớp xi măng mang tính mỹ thuật truyền thống được áo ở bên ngoài tháp để giữ sự vững vàng của tháp sau 23 thế kỷ tồn tại. Cây bồ đề mà chúng ta đang nhìn và chiêm ngưỡng đó là cây bồ đề thứ 27 được chiết nhánh từ cây bồ đề gốc nơi mà Đức Phật đã về thiền định và giác ngộ. Đây là cây bồ đề thiêng liêng nhất, quan trọng nhất, có ý nghĩa biểu tượng tâm linh đối với cộng đồng Phật giáo thế giới. Chính vì thế mỗi khi hành hương chiêm bái đến đây, các phái đoàn bao gồm các tăng thánh, chủ tịch các giáo hội, các cao tăng, tăng ni,
và Phật tử cũng như du khách mười phương ngoài thiền định, tụng niệm, lễ bái, thuyết giảng, tất cả đều dâng lòng thành kính đối với cây bồ đề, những hàng hoa giảng thọ và nhiều loại hoa khác được treo lên trên hàng rào xoay quanh cây bồ đề thiêng, thể hiện lòng tôn kính rất đặc biệt của cộng đồng Phật giáo thế giới. Vì nhờ cây bồ đề che mưa chở nắng, Đức Phật đã yên tĩnh và bất động thực tập bát chánh đạo, phát hiện con đường trung đạo và trở thành bậc giác ngộ. Và ngày nay tất cả chúng ta, cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, đến chiêm bái Phật tích Bồ Đề Đạo Tràng, nơi được xem là trường sinh học tâm linh quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất. Chúng ta hãy nỗ lực thực tập chuyển hóa tham sân si để cổ tâm của mình được thanh tịnh, hành động của mình trở nên vô ngã và vị tha, nhờ đó tương tác với người thân và xã hội, chúng ta góp phần mang lại bình ổn an vui cho mọi người. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang dừng chân tại địa điểm lịch sử mà vào tuần lễ thứ ba, Đức Phật được tin rằng Ngài đã đi 18 bước chân sen suốt cả 7 ngày. Đức Phật có chiều cao theo mô tả trong kinh khoảng 1 thước 9. Mỗi bước chân sen của Ngài trung bình là 1 mét. 18 bước chân sen tạo thành con số 18 mét. Và tại đây Đức Phật đã hình thành ra một nhân sinh quan của riêng Ngài, khác hoàn toàn và vượt lên trên nhân sinh quan của các tôn giáo khác nói chung và nhân sinh quan của Bà La Môn giáo nói riêng. Con số 18 được Đức Phật đi 18 bước là tổng hợp của 3 con số 6. Con số 6 đầu tiên tượng trưng cho 6 giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con số thứ 2, 6 thứ 2 là 6 đối tượng nhận thức, bao gồm âm thanh, màu sắc, mùi, vị, vật xúc chạm và những thứ được tâm hình dung. Con số thứ 3 là 6 loại nhận thức, bao gồm thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của lỗ tai, xúc giác, nhận thức của làn da, khứ giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi và nhận thức của tâm. Theo Đức Phật, toàn bộ các hành vi, nhân sự, xã hội, đạo đức, luật pháp của con người là một tương tác giữa các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh, tạo ra các loại nhận thức theo hai khuynh hướng: hạnh phúc hay là khổ đau. Hạnh phúc diễn ra với các loại nhận thức bao gồm đối tượng, con người, sự vật, sự việc, như ý, hài lòng, hợp vui. Còn cảm giác khổ đau sẽ xuất hiện khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống không mang lại điều như ý. Và theo Đức Phật, con người hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là đạt được Niết Bàn thực ra là làm chủ được con số 18 này, tức làm chủ được 6 giác quan, làm chủ được 6 loại nhận thức và làm chủ được 6 phương tiện hay là đối tượng của nhận thức. Như vậy, nhân sinh quan của Phật giáo hoàn toàn thoát khỏi chủ nghĩa tôn giáo nhất thần hoặc đa thần, và Đức Phật lấy con người làm hệ quy chiếu, lấy con người làm trọng tâm. Học thuyết nhân sinh quan này cũng là học thuyết đề cao về tính nhân bản, và đó là học thuyết nhân bản đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Tại địa điểm vào tuần lễ thứ ba này, chúng ta học được một số bài học như sau: thân và tâm trong sự tương tác với thế trần cảnh tạo ra các hành động
hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực. Để có được an vui, chúng ta hãy làm chủ tâm để nhận thức của chúng ta bao giờ cũng trở nên tích cực. Thứ hai, cuộc đời này do chính con người làm đạo diễn, con người viết kịch bản, con người đóng vai diễn viên chính, con người đóng vai các diễn viên đối thoại. Do đó, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, quy trách nhiệm cho quá khứ, hay là chấp nhận số phận an bài bởi Thượng Đế và các thần linh, người tu học Phật lấy mình làm thầy quy chiếu, phân tích, đánh giá các hành vi, nhận thức và phản ứng của chúng để làm chủ chúng một cách trọn vẹn. Đó là hai bài học mà chúng ta cần ghi nhớ khi chiêm bái địa điểm mà vào tuần lễ thứ ba Đức Phật đã đi 18 bước chân sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta ở trong lồng tháp Đại Giác Ngộ, nơi mà hơn 2.600 năm về trước ngồi bất động trong 49 ngày tại vị trí này mà Đức Phật đã trở thành bậc Đại Giác Ngộ trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Sau khi từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh 6 năm, Đức Phật đã ngồi thiền 49 ngày. Trước khi ngồi thiền 49 ngày, Đức Phật đã phát thệ nguyện lớn tại đây như sau: dầu thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ dưới cội bồ đề này, tôi quyết định không rời khỏi nơi này. Phát nguyện là một thuật ngữ Phật học chỉ cho sự quyết tâm, bền chí, dứt khoát với lý tưởng. Khi mà chúng ta biết chắc chắn rằng kết quả của lý tưởng đó dẫn chúng ta đến sự an lạc, hạnh phúc và những giá trị cao quý. Đức Phật tin và biết rất rõ con đường trung đạo, tức bát chánh đạo mà Ngài khám phá sau khi từ bỏ khổ hạnh chắc chắn sẽ giúp cho Ngài trở thành bậc đại tuệ giác. Do đó Ngài đã phát nguyện, và nhờ sự phát nguyện này Ngài đã thành công. Nương theo kinh nghiệm thành đạo của Đức Phật tại cõi bồ tiên này, chúng ta hãy cùng nhau khi làm các Phật sự, các thiện sự, các hoạt động từ thiện xã hội lợi ích cho con người và cuộc đời, hãy cùng phát nguyện như Ngài và rút ra cho mình các bài học như sau. Điều 1, khi thực tập, khi làm, khi ứng dụng bất cứ một cái gì được xem là con đường đúng, phương pháp đúng, chúng ta phải vững tin rằng kết quả mà nó đạt được chắc chắn phải là an lạc, hạnh phúc, bình an và những giá trị cao quý. Nhờ đó chúng ta bền tâm kiên trí, không bỏ cuộc nửa chừng dù gặp rất nhiều các thách đố và gian nguy. Điều thứ hai, tại địa điểm này sách sử mô tả rằng là Đức Phật đã đấu tranh với ba loại thiên ma, ngoại ma và nội ma. Thực ra chỉ có ba loại ma nguy hiểm nhất là ba trạng thái tâm lý tiêu cực mà thấy Đức Phật làm nguồn gốc
của các độc tố khổ đau, bao gồm tham ái, giận dữ và si mê. Đức Phật sáng thế ba phiền não này là ba loại ma, và Ngài đã vượt qua và chiến thắng được ba loại ma đó, dẫn đến kết quả trở thành Phật giác ngộ. Do đó, dầu tu học theo bất kỳ một pháp môn nào, ở đâu, điều quan trọng của hành giả Phật giáo là phải kết thúc được ba trạng thái phiền não vừa nêu, như Đức Phật đã nỗ lực thành tựu và như Đức Phật đã truyền bá con đường bát chánh đạo để đạt được kết quả đó. Điều ba, phát nguyện là bước đầu của chủ nghĩa hành động, không nên dừng lại ở phát nguyện đơn thuần. Sau khi phát nguyện, người tu học Phật phải nỗ lực và thực tập đúng phương pháp. Phương pháp mà Đức Phật thực tập tại đây là bát chánh đạo. Giác ngộ mà Đức Phật đạt được tại đây là Phật quả. Tác dụng mà Đức Phật đạt được tại đây là an lạc của Niết Bàn. Cho nên, trong bất cứ một nỗ lực nào, dù là nỗ lực dân sự, nỗ lực xã hội, nỗ lực pháp lý, nỗ lực đạo đức và những nỗ lực cao quý khác bao gồm lập nghiệp, chúng ta phải làm đúng phương pháp. Và chỉ với khi nào chúng ta làm đúng phương pháp, kết quả sẽ đạt được trong tầm tay của chúng ta. Và giờ đây, tất cả hãy dâng lòng thành kính cao nhất để dâng lên Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư có thể thấy được, tiếp xúc được, cho nên những cái
chúng ta chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm. Điều được diễn ra theo quy luật tương tác, tương quan, tương duyên và tương thuộc. Đức Phật đã xác định rất rõ rằng không có nguyên nhân đầu tiên và học thuyết này thay thế cho tất cả các học thuyết, bao gồm chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Và cũng tại đây, Đức Phật phát triển học thuyết đó, ứng dụng vào trong con người để giải thích về nguyên nhân luân hồi của con người trong các cảnh giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Áp dụng thuyết duyên khởi nhằm lý giải về sự có mặt của con người cũng như các loài động vật, Đức Phật giới thiệu học thuyết 12 mắt xích, thường được biết đến là 12 nhân duyên. Toàn bộ sự sống của con người theo Đức Phật giống như là một đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu và do vậy không có sự kết thúc. Đối với thì quá khứ thì có 3 mắt xích, đó là vô minh, trạng thái thiếu hiểu biết về nhân quả và luân hồi cũng như mọi sự hiện tượng. Hành là sự vận động của tâm, ngay cả sau khi chết tâm thức vẫn tiếp tục tồn tại. Thức là yếu tố tâm tái sinh sau khi kết thúc mạng sống, tâm đó chỉ trong vòng dài tích tắc có mặt trong bào thai của người mẹ hay giống cái, tùy theo phước hay là nghiệp của con người. 3 mắt xích này mô tả về đời sống quá khứ và sự chuyển tiếp từ quá khứ cho đến hiện tại. Các mắt xích sau đây mô tả về đời sống hiện tại, bao gồm danh sắc, tức là thân và tâm tồn tại với bước đơn giản là một cái phôi trong bào thai của người mẹ với các cái nhận thức rất là mờ nhạt. Lục nhập, tức là sau một vài tuần lễ các giác quan, 6 giác quan được hình thành. Xúc là tiếp xúc của các giác quan với cái nhau của người mẹ và thông qua cái nhau của người mẹ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thọ tức là các cảm giác hạnh phúc, khổ đau khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Ái là trạng thái tâm luyến ái, thích thú, sở hữu hóa, đam mê và muốn tiếp nhận nó, hưởng thụ nó ở trong cuộc đời. Thủ là trạng thái chấp thủ và những gì mà con người thích thú, bao gồm con người, sự vật, sự việc, tình huống và mọi thứ trên đời. Thì đó là cái quy trình của kiếp sống hiện tại. Mà nhân vào đó, bất kỳ ai bị dướng kẹp vào đó đều phải tái sanh tiếp tục trong cuộc sống tương lai. Và bằng lý giải này, theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau đó, ở thời tương lai, có các mắt xích như sau, đó là tái sanh, sau đó là già, bệnh và chết. Như vậy, quy trình cuộc sống của con người được Đức Phật lý giải qua 12 mắt xích. Và 12 mắt xích đó được nối kết với nhau thành một vòng tròn không có sự bắt đầu. Đây là một lý giải về thế giới quan và thông qua đó nói rõ thứ về nhân sinh quan của Đức Phật, khác hoàn toàn với các nền triết học và tôn giáo của Bà La Môn có trước đạo Phật trung bình 2.000 cho đến 3.000 năm. Và học thuyết này một lần nữa cho phép chúng ta lý giải về sự có mặt của con người hoàn toàn không do vào thượng đế duy vật hay là duy tâm. Tại đây học những bài học mà từng ngày thứ tư Đức Phật đã truyền bá, chúng ta rút ra một số điều như sau. Điều 1, vì thượng đế và các thần linh là không có thật, tất cả chúng ta những người Phật tử phải chịu trách nhiệm về các hành vi mà mình đã làm, bao gồm hành vi dân sự, hành vi xã hội, hành vi đạo đức, hành vi pháp lý và bất cứ một ứng xử nào giữa chúng ta với con người, giữa chúng ta với thiên nhiên và giữa chúng ta với cuộc sống. Tinh thần trách nhiệm đạo đức đó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt đẹp hơn. Điều 2,
sự sống không phải mới được bắt đầu bằng kiếp này. Chúng ta đã có nhiều kiếp sống trước đó. Do đó, khi sinh ra, mỗi người có những cá tính do những nghiệp lực của kiếp sống gần nhất và tạo ra sự khác biệt giữa chúng ta và những người khác, thậm chí giữa chúng ta và các anh chị em song sinh và đa sinh. Do đó, là người Phật tử, chúng ta không nên tin vào hên xui ba rưỡi liên hệ đến năm tháng ngày giờ sinh như là tín đồ của các tôn giáo khác. Điều ba, theo Đức Phật, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Do đó, đối diện trước vô thường, ra đi, sanh ly tử biệt của người thân, người tu học Phật không phải khổ đau cùng cực. Chúng ta tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại họ trong những kiếp sống tương lai dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Ở kiếp nào, ở vai trò nhân sinh nào, chúng ta phải thủ cơ hội đó. Cho nên khi mình tin rằng chết không phải là mất hẳn, chúng ta sẽ tiếp tục sống một cách có giá trị trong cuộc đời. Học thuyết duyên khởi hình thành thế giới, học thuyết người hay mất sức lý giải về sự có mặt và luân hồi của con người là một học thuyết rất tiến bộ, phù hợp với thế giới và vật lý học hiện đại. Là những Phật tử, chúng ta phải nhớ và thực hành theo. Nam mô Quan Hữu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại địa điểm mà theo văn học Phật giáo Bali vào tuần lễ thứ hai, Đức Phật đã đứng bất động tại đây suốt 7 ngày. Kinh sách miêu tả tư thế đứng thì rất là trang nghiêm và hùng dũng. Đức Phật nhìn về cây Bồ Đề Thiên, nơi mà trước đó Đức Phật đã ngồi được sự che mưa chở nắng của nó suốt 49 ngày. Và tại đây Đức Phật đã trải nghiệm sự biết ơn và thái độ đền ơn đối với cây Bồ Đề. Cũng tại địa điểm quan trọng này, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết biết ơn và đền ơn. Sau đó Đức Phật triển khai có bốn đối tượng thiên liên mà con người phải thể hiện sự biết ơn và đền ơn như một ứng xử văn hóa, như một ứng xử đạo đức. Bốn đối tượng đáng được chúng ta đền ơn trong cuộc đời này bao gồm: thứ nhất, ơn cha mẹ vì đã hiến tặng cho chúng ta tư cách làm người trong vũ trụ này; ơn thứ hai, ơn thầy cô giáo vì họ đã truyền trao các tri thức cao quý để lập nghiệp, để mở mang kiến thức, để thành công, để hạnh phúc và để phát triển bền vững trong đời; ơn thứ ba, ơn tổ quốc vì có những nhà lãnh đạo đất nước, có các chiến sĩ quên mình mà đất nước trở nên độc lập với chủ quyền thiêng liêng gồm biển đảo và biên giới được tôn trọng bởi các quốc gia lân bang và nước ngoài; thứ tư, ơn đồng loại vì có họ chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có được các giá trị giao hoán trong cuộc đời. Theo Đức Phật, mỗi một con người giàu có tiền bạc sức lực tự làm lụng tự phát triển mọi thứ, nhưng chúng ta phải luôn luôn thực hiện bốn trọng ân vừa nêu. Bốn trọng ân là một phần rất quan trọng của học thuyết xã hội học Phật giáo. Nếu trong học thuyết xã hội học Đức Phật chủ trương một thế giới bình đẳng, công bằng, dân chủ và bình đẳng giới, thì trong ứng dụng đối với gia đình và xã hội, bốn cảm ơn
được xem là bốn trụ cột rất quan trọng để chúng ta thiết lập tình người sống an lành, hạnh phúc vì nhau và cho nhau. Có mặt tại địa điểm vào tuần lễ thứ tư này, chúng ta học được một số bài học như sau. Thứ nhất, biết ơn và đền ơn là những ứng xử văn hóa. Do đó, trong một phút người, chúng ta đừng đánh mất cơ hội để đền ơn những người đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ cho chúng ta được thành công, hạnh phúc và phát triển bền vững. Ứng xử được như thế không chỉ là một văn hóa đạo đức mà còn là một sự tiến bộ về đạo đức. Thứ hai, trong cuộc đời có những lúc chúng ta cần tiếp nhận những sự giúp đỡ cao quý có giá trị để tự mình có thể nuôi mà nó phát triển và thành tựu với những gì mà chúng ta đang đã và sẽ nỗ lực. Không nên tự ái, không mặc cảm, không chối bỏ những trợ giúp tích cực để cuộc đời của chúng ta được thuận lợi hơn và để đền đáp lại những gì mà chúng ta đã tiếp nhận từ cuộc đời, từ con người. Chúng ta hãy mở tâm từ bi, làm người tử tế, giúp lại những người khác có nhu cầu tương tự hoặc nhiều hơn hoặc tương đương với chúng ta trước đây. Và cuộc đời này hãy giúp đỡ lẫn nhau, hãy làm tốt cho nhau để xã hội được bình an. Đó là hai bài học mà mỗi người cần chiêm nghiệm và ứng dụng trong cuộc đời của mình. Con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ, đầy hoa chân thành tinh khiết, dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng hòa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người, đã thấm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân nề thi. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng ngời thương yêu. Con xin dâng lên đóa hoa ngạc ngào, con tim trinh nguyện khắc ghi lời thề, luôn luôn đi theo tiếng chuông đại từ, đem cho muôn sinh tình thương tha thiết. Con xin đem thân hiến dâng vì đạo, theo gương Như Lai đã cho ngày nào, con tim vô ưu thấm hương rạt rào, chân lý Phật dạy muôn đời hoàng muôn ánh sao. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, đoàn hành hương chúng ta đang dừng tại cái hồ mang tên là Mujalinda. Đây là hồ đánh dấu nơi mà vào tuần lễ thứ sáu Đức Phật đã ngồi thiền bất động tại đây suốt 7 ngày. Lúc đó trời bên ngoài mưa to sấm lớn, Đức Phật ngồi bất động. Có một con rắn, có nơi nó là con rồng, đã xuất hiện, dùng đầu lớn của nó đã che đầu cho Đức Phật để ngài được ngồi một cách bình yên suốt chặng mưa giông bão tố. Tại địa điểm này chúng ta học được một số bài học như sau. Thứ nhất, trên con đường Phật sự mà cao nhất là tu tập để giác ngộ giải thoát, hoặc làm các thiện sự bao gồm các loại hình từ thiện giúp đời cứu người, thỉnh thoảng hoặc nhiều khi
chúng ta gặp dông to bão lớn, lề thị phi, các trở ngại, các thách đố, chúng ta hãy tập thản nhiên và bất động như Đức Phật tại nơi này, và rồi các thứ trở ngại đó sẽ trôi qua. Tâm bình an của chúng ta sẽ giúp cho mình tiến tới phía trước, đạt được các mục tiêu cao quý. Thứ hai, khi phát xuất từ một động cơ trong sáng, thái độ vô ngã, tâm vị tha, là bất cứ một Phật sự hay thực sự nào, chúng ta phải tin rằng sẽ có người đồng hành, sẽ có những bậc hộ pháp xuất hiện để bảo vệ và giúp đỡ cho chúng ta biến các ước mơ và các nỗ lực chân chính trở thành các hiện thực. Con rồng hay là con rắn tại đây đã che Đức Phật, đã trở thành là hộ pháp, là biểu tượng bảo vệ cho chân lý, cho đạo đức, cho các giá trị cao quý trong cuộc đời. Nói cách khác, khi làm các việc lợi ích mang giá trị nhân văn cho cuộc sống, chúng ta đừng sợ rằng ta sẽ cô độc hay cô đơn. Chỉ có những người ích kỷ mới bị cô độc và cô đơn, và những người không biết làm chủ tâm mình về phương diện cảm xúc mới bị như thế. Còn người vô ngã với tâm vị tha sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái đó. Các thiện thần và hộ pháp sẽ bảo hộ ta. Thứ ba, trong truyền thống Phật giáo Nam truyền tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, đặc biệt là Thái Lan, Lào, Campuchia, rắn trở thành biểu tượng của hộ pháp. Vì lấy từ sự tích, rắn đã che Đức Phật suốt 7 ngày, nhờ đó Ngài tỉnh tọa bất động. Và kiến trúc mỹ thuật liên hệ đến rắn đã trở thành một biểu tượng của hộ pháp tại các nước Nam truyền vừa niên. Trong các nước Phật giáo Bắc truyền thì hộ pháp được hiểu như là những con người cụ thể, là các vị thiện thần giúp đỡ cho chúng ta thành công những nỗ lực cao quý. Nói cách khác, trên con đường tu học, trên con đường làm thiện sự và những mục đích và lý tưởng cao quý, chúng ta không bao giờ lẻ loi, và rồi dông to bão lớn, thách đố, cuồng phong sẽ phải chấp tay vái chào cho sự kiên trì và lý tưởng cao quý của chúng ta. Đến thời điểm đó, chúng ta sẽ xứng đáng đạt được các thành quả an vui hạnh phúc cho chính mình và chia sẻ các giá trị cao quý đó cho tha nhân. Chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, theo văn học Bali, vào tuần lễ thứ bảy, Đức Phật đã ngồi dưới cội cây mang tên là Raja Ratana. Đó là một loại cây cổ thụ đặc chủng của Ấn Độ. Tại địa điểm này có hai vị thương gia theo đạo Bà La Môn đã dâng cúng bánh sữa lên Đức Phật, và đó là lần đầu tiên Đức Phật nhận được sự cúng dường của những người tại gia. Thì tại đây đó, Phật bảo và pháp bảo đã được hình thành. Riêng tăng bảo đến tại địa điểm Sa Nát, tức sau đó khoảng trung bình 15 ngày, Đức Phật đi 250 cây số, độ 55 viên trần dư. Tại Sa Nát thì ba ngôi tâm linh trong đạo Phật, đó là Đức Phật lịch sử, chánh pháp bao gồm những lời dạy của Ngài và tăng đoàn, những người xuất gia có lý tưởng cao quý mới được thành lập. Tại đây chúng ta học được một số bài học như sau. Thứ nhất,
cúng dường Phật pháp tăng là một trong những hành động cao quý mà các Phật tử tại gia thường tạo cơ hội cho bản thân và gia đình mình để cuộc sống của mình đó có được điều kiện vô lượng phước, và lượng phước sẽ trở thành các hộ pháp thật bảo vệ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Do đó mỗi khi có điều kiện, chúng ta hãy nỗ lực làm công việc này với lòng tôn kính nhất. Điều hai, hãy noi gương các Phật tử theo truyền thống năm thiền, nhất là ở Miến Điện. Mỗi buổi sáng tại đây khoảng 700.000 nhà sư có mặt khắp mọi nẻo đường trên đất nước Miến Điện bình yên. Các Phật tử với lòng tôn kính nhất người ở bên vệ đường để dân cúng, người có bánh cúng bánh, người có trái cúng trái, ai có cái gì dầu đơn giản nhất cũng dân cúng được, và các vị tăng sĩ sẽ tiếp nhận với lòng biết ơn. Nhờ đó các vị tu sĩ Phật giáo không bận tâm đến việc làm kinh tế hay là mưu sinh, đầu tư trọn thời gian công sức tâm huyết cho việc tu tập chuyển hóa khổ đau và dành thời gian để làm đạo, mang niềm an vui hạnh phúc đến cuộc đời. Do đó khi làm việc cúng dường cho chư tăng chư ni, khi làm việc từ thiện cho các mảnh đời bất hạnh hơn, người tu học Phật nên hồi hướng về sự giác ngộ và giải thoát, không vướng bận vào chủ nghĩa thành quả, cũng không vướng bận không mặc cả về cái quả phước báo cho bản thân mình. Nhờ đó giá trị nhân văn cao quý sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Điều ba, theo truyền thống của Phật giáo Miến Điện, người ta tin rằng hai vị thiên gia dâng cúng bánh sữa cho Đức Phật tại đây tên là Tamusa và Kalibadika là hai người gốc Miến Điện. Còn theo văn học của Phật giáo Bali Tạng Độ thì không nói rõ họ xuất phát ở quốc gia nào, chỉ nói rằng họ là hai thiên gia Bà La Môn, tức là khác đạo với Đức Phật, nhưng thấy cái phong cách thanh văn an lạc thảnh thơi của Đức Phật, họ đã phát tâm cúng dường và trở thành hai đệ tử cư sĩ đầu tiên của Đức Phật. Cho nên ai là những người đã yêu quý mến đạo Phật, yêu quý mến Đức Phật, thì Bồ Đề Đạo Tràng là cơ hội cuối để chúng ta chính thức trở thành Phật tử như hai vị thiên gia Bà La Môn này đã làm cách đây hơn 2.600 năm. Và việc cúng dường tăng bảo cho nền tảng bắt chước cúng dường Phật bảo sẽ làm cho cuộc sống tu học của tăng ni và Phật tử một bên á thì phát tâm và thật, một bên á thì hiếu tặng lại chân lý và đạo đức để cả hai cùng được lợi lạc và bình an. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, theo Phật giáo nguyên thủy, trong 7 tuần lễ sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, một mặt Đức Phật trải nghiệm an lạc hạnh phúc của Niết Bàn, đánh giá lại chân lý ngài vừa khám phá với trách nhiệm đạo đức cao nhất, và tuần tự hình thành học thuyết nhân sinh quan qua 18 bức chân sen, học thuyết thế giới quan qua duyên khởi, học thuyết xã hội quan qua sự biết ơn và đền ơn, học thuyết đạo đức quan qua chủ nghĩa hành vi và tự do ý chí, rồi trải qua sự thử thách và nhận sự cúng dường của hai thiên gia. Theo Phật giáo Đại Thừa, ngay sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, 49 ngày đầu tiên Đức Phật đã thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm. Đó là một bản kinh triết lý nói về thế giới quan và nhân sinh quan của đạo Phật. Bộ kinh này trên 1.000 trang trình bày từng chi tiết một về sự hình thành của thế giới, sự tồn tại của con người, tính tương quan, tương duyên, tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng. Đó là dữ liệu khác biệt rất căn bản giữa hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Đại thừa. Ngoài ra, có một dữ liệu mà chúng ta cần lưu tâm, đó là theo văn học Bali,
Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã muốn nhập Niết Bàn và nghĩ rằng chân lý của Ngài quá cao siêu, không có người tiếp nhận nổi. Việc truyền bá chân lý đó sẽ có thể làm cho người ta chán nản hoặc là phê phán, dẫn đến tình trạng phạm vào tội nghịch. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn cho yên. Sau đó Phạm Thiên Sa Ma Tiên, tức là hóa thân của Thượng Đế, đã xuất hiện và đảnh lễ Đức Phật, thưa thỉnh với Ngài ba lần với tâm cầu khẩn quan trọng nhất, mong Ngài chịu pháp luân. Thượng Đế Sa Ma Ti đã trình bày với Đức Phật như sau: mặc dầu cuộc đời này có nhiều người lắm bụi vô minh, cho nên đó không chấp nhận được chân lý, nhưng cũng có những con người có thể tiếp nhận được chân lý cao quý được Ngài vừa khám phá và muốn truyền bá. Do đó hãy vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và là người, xin Thế Tôn hãy truyền bá chân lý mới của Ngài. Theo chúng tôi, đoạn kinh đó là một phần biên tập, tức là thêm thắt về sau này trong quá trình biên tập kinh điển, vì Đức Phật không cho rằng đã từng có một Thượng Đế tồn tại. Ở đây cái triết lý ẩn dụ nằm sau câu chuyện được biên tập thêm vào này, đó là Thượng Đế là người làm chủ thế giới theo niềm tin của các tôn giáo nhất thần và đặc biệt là Bà La Môn giáo. Hình ảnh Thượng Đế xuất hiện ba lần thỉnh Đức Phật chịu bất linh như muốn đủ nói rằng thế giới này nay xin nhường lại cho Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thượng Đế đã trở thành tín đồ của Đức Phật, và do đó cái thông điệp nằm sau lưng đó là các tín đồ theo Đạo La Môn giáo, thay vì tiếp tục thờ phụng Thượng Đế thì hãy quy về quy dưỡng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ thật ra đã là một bậc giác ngộ thì Đức Phật không thể nào thoái thác tâm và muốn nhập Niết Bàn sau khi giác ngộ được. Ở vì cái động cơ đi xuất gia của Ngài rất mạnh liệt, rất to lớn, từ bỏ cơ hội làm vua trở thành một nhà tâm linh, thì không có lý do gì sau khi giác ngộ mà Ngài lại không muốn truyền bá cho những vị đại đó. Cho nên đặt cái câu chuyện như là cái phần thương thức về sau với cái dụng ý muốn truyền bá đạo và giới thiệu đạo Phật cho những người theo Bà La Môn giáo mà có mặt cái câu chuyện. Chứ còn trên thực tế sau khi giác ngộ chỉ có hai giả thuyết. Thứ nhất, 49 ngày Đức Phật đã hình thành ra các học thuyết xã hội học, đạo đức học, nhân sinh quan, thế giới quan, rồi bắt đầu đi truyền bá chân lý. Còn thế lễ thưa, Đức Phật ngay lập tức giảng kinh Hoa Nghiêm. Đó là hai cái dữ liệu rất quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận tại đây. Cho muôn loài muôn chúng sinh tâm hồn vững tin, ánh sáng luôn soi rọi hồn con. Con quỳ dưới chân Đức Như Lai tôn tượng bổn sư trong ngôi bảo tháp. Đoàn chúng tôi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Thiên để tụng bài kinh thi kệ cuộc đời Đức Phật, ôn lại cuộc đời cao cả của Ngài. Chính dưới gốc cây Bồ Đề này,
Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa đã phát lời thề nguyện, nếu không thành chánh quả, quyết sẽ không rời khỏi chỗ này. Quỳ nước như lai nguyện tâm khắc ghi, đem Phật pháp soi sáng muôn nơi, khắp nhân loại được bình yên. Sáng luôn soi dọi hồn con quỳ dưới chân, nhưng như lại từ bi lòng nhân ái, cuối xin đức Phật mãi soi anh đạo, cứu cho nhân loại chẳng luôn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ơn Phật từ bi dù giấc mơ đời con, ngọt ngào dòng suối trong hồn con, bao lời yêu thương nuôi lớn tâm hồn con, xóa tan u sầu lầm than. Con quỳ dưới chân đức Như Lai nguyện tâm khắc ghi, đem Phật một nơi khắp nhân loại được bình cuộc đời luôn tươi mát,
mái trời cao, cho phần sáng đưa con đi qua phong ba. Hiến cúng tam tạng kinh điển Pali là người Sích Kim, và bộ tam tạng này đó được thờ ở trên tầng 1 của tháp Đại Giác Ngộ, nơi kỷ niệm Đức Phật nhập Niết Bàn. Và các bản kinh đó được gói và bọc lại theo phong cách của Phật giáo Sích Kim rất là truyền thống. Thì giữa các cái bản kinh phần lớn là bằng giấy bối, thì ngoài cái lớp giảng màu vàng để giữ cho kinh được tốt,
Thì giữa các cái bản kinh đó chúng ta thấy có những cái ván gỗ để nó tạo được cái sự an toàn. Và gỗ này là gỗ không có bị mới mọt ăn. Ngày xưa thì kinh điển muốn được biết phải học thuộc lòng, cho nên số lượng người giác ngộ được kinh điển Phật giáo đó chỉ nằm ở trong lòng bàn tay thôi, không có nhiều. Trải qua 2600 năm phát triển Phật giáo đó, thì kinh điển có nhiều loại ấn bản khác nhau: ấn bản lá bối, ấn bản đá, ấn bản đồng, ấn bản gỗ, sau đó là sắp chữ bằng đồng, và ngày nay đó thì chúng ta có ấn bản điện tử, chỉ cần đánh máy vi tính chuyển sang DBF là chúng ta có thể gửi cho nhà in. So với 28 năm trước đó, trở về trước đó, thì cái công nghệ in kỹ thuật số ngày nay là quá tiến bộ. Trước đây đó là người làm in đó, ta sắp từng chữ cái một ráp lại với nhau rồi mới in thử dò chữ cho từng trang, sau đó mới in thật. Thì cái công suất rất là nhiều, cho nên là có được cái bộ ba kho tàng Phật điển đó, nó là một cái pháp bảo rất là quý giá. Thì mặc dù ngày nay cái công nghệ in đã có mặt rất là thuận lợi, nhưng các bản kinh bằng lá bối tiếng Pali đó trở nên là báo Phật, vì tại đất nước Ấn Độ này chỉ còn có vài cái bộ thôi. Và tại Bồ Đề Đạo Tràng, từng tháp thứ nhất của tháp Đại Giác, do hai Phật tử Sức Kim cúng, mà chúng ta còn nhìn thấy được cái bộ kinh điển bằng tiếng Pali, viết bằng chữ lá bối, viết ở trên lá bối rất là quý giá nha. Là ước mơ yên bình, người là ánh sao trên trời, người
sun. Our chorus of cheers heralds new dawn. Here and there, we all renew our lives thanks to Buddha. He warm welcome and we honor Vesha. Lotus is bloom, now receives his footsteps. Buổi chiều của ngày thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng, đoàn chúng tôi đến viếng thăm các chùa Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng như chùa Việt Nam, chùa Tây Tạng, chùa Thái Lan, chùa Nhật Bản. All I do follow him to build a beautiful and happy world. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, trong chương trình hành hương các chùa quốc tế tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngôi chùa đầu tiên chúng ta đến tham quan là chùa của Phật giáo Tích Lan, đối diện với cổng chính của Bồ Đề Đạo Tràng. Về phương diện phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ, ngôi chùa Tích Lan nơi chúng ta đang có mặt đóng vai trò rất quan trọng vào đầu thế kỷ 20. Phong trào này được cao tăng pháp hộ Dhammapala khởi xướng và đã nhanh chóng gây tác động tích cực đến sự phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ và các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Để đánh dấu vai trò quan trọng của ngôi chùa này trong lịch sử Phật giáo thời cận hiện đại, thì chùa đã có công xây dựng thành lập nên hội Đại Giác Ngộ Mahabodhi Society, và hội này như đã nói có chức năng phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Vào năm 2006, Đức Đạt Lai Lạt Ma và lãnh tụ Phật giáo thế giới được thỉnh mời về đây để làm lễ tôn trí ba viên xá lệ thờ Đức Phật Thích Ca, thờ ngài Xá Lệ Phất và ngài Mục Kiền Liên. Bên dưới là đế của tượng Phật chính, chúng ta thấy có ba tháp, mỗi tháp là thờ một viên xá lệ của Phật và hai vị tôn giả vừa nêu. Chính vì thế mà ngôi chùa này ngoài giá trị lịch sử phục hưng Phật giáo cận đại tại Ấn Độ, còn là nơi có tôn thờ Xá Lợi Thập của Đức Phật do chính quyền Ấn Độ hiến tặng cho ngài pháp hộ. Và vì thế ngôi chùa này trở nên là điểm đến tâm linh của rất nhiều cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới. Tại chánh điện của chùa Tích Lan đối diện với Bồ Đề Đạo Tràng còn có bức họa về cuộc đời của Đức Phật theo phong cách của Phật giáo Tây Tạng. Hai vách tường chính bên trái gồm có 8 bức, bên phải gồm có 8 bức, khắc họa toàn bộ cuộc đời của Đức Phật từ lúc đản sinh cho đến lúc nhập Niết Bàn.
phong cách bích họa đặc biệt này chúng ta không thể tìm thấy ở các nơi Phật tích còn lại. Dĩ nhiên vì là mang phong cách của Phật giáo Tích Lan, chúng ta thấy nét mô tả đặc thù về văn hóa y phục cũng như là văn hóa phong tục tập quán đã thể hiện một nét rất là đặc biệt khác với những bích họa về cuộc đời Đức Phật ở những nơi khác. Đang có mặt tại chánh điện của chùa Viên Giác, đối diện với đại tháp Bồ Đề Đậu Tràng, Ấn Độ. Chùa được khởi công xây dựng trước năm 2000 và khánh thành vào năm 2002. Chùa được sự cố vấn của Hòa thượng Thích Như Điển Đức Quốc, người trực tiếp và có công xây dựng ở chùa này là Đại Đức Thích Hạnh Nguyện, đệ tử của Hòa Thượng. Sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại nước Đức nói riêng và trên thế giới nói chung đã giúp cho ngôi chùa này sớm được thành tựu. Ở điện Phật có ba tượng Phật Thích Ca trong ba ấn thế khác nhau,
tượng Đức Phật thiền định ở bên tay trái, lòng bàn tay trái đặt lên trên lòng bàn tay phải. Tượng Phật xuất địa thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật, và tượng Phật chuyển pháp luân. Đây là ba ấn tướng khác nhau của Đức Phật Thích Ca lịch sử, thể hiện tinh thần nhập thế, hoặc nói rõ ràng hơn đó là chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Ở Việt Nam người ta thường gọi lộn đó là Phật tam thế: Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Phong cách xưng hô như thế này thường thấy ở miền Bắc, đặc biệt là chùa Bái Đính, nhưng thực ra là một Đức Phật Thích Ca với ba ấn tướng khác nhau. Tại Việt Nam phần lớn các chùa trên chánh điện đó chỉ thờ có Đức Phật ngồi thiền định thôi, còn Đức Phật xuất địa và Đức Phật chuyển pháp luân đó thì bị tỉnh lược đi, do đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phong cách thực tập và truyền đạo của người con Phật tại đất nước của chúng ta. Còn làm ba tượng Phật thì chúng ta thấy rất rõ là tinh thần tu tập chuyển hóa thiền định của Đức Phật: xuất địa là đi vào cuộc đời, và chuyển pháp luân là giáo hóa chúng sinh. Ngoài ba tượng Phật này ra, trong chánh điện của chùa Viên Giác còn có bộ tượng 18 A-la-hán rất là đẹp. Tham quan chùa Viên Giác tại Bồ Đề Đậu Tràng, chúng ta thấy phong cách mỹ thuật và thờ phượng tại đây đó là ảnh hưởng một phần của Phật giáo Tây Tạng, vì Đại Đức Thích Thạnh Nguyện, người có công xây dựng ngôi chùa này đó, tu học theo Phật giáo Tây Tạng. Còn mỹ thuật các bích họa về Phật ở trên tường của chánh điện chùa đó thì cũng có theo phong cách một phần của Tây Tạng, phần còn lại là của Phật giáo Bhutan. Chào màu nắng mới, vui mừng chào anh em trong tình nghĩa ân cần. Trên đường đời gian nan, xin yêu mến vô vàn. Bên nhau ta xây dựng cho cuộc đời tâm yêu thương như suối sâu núi cao. Đêm câu kinh thiêng dịu êm nhiệm màu, xua tan hận thua dối gian hận thù. Chúng tôi đang có mặt tại chính điện của
chùa Hoàng gia Bhutan. Chùa này do Hoàng gia Bhutan xây dựng nhằm giới thiệu các sắc thái văn hóa của Phật giáo Bhutan, dưới một phần ảnh hưởng từ Phật giáo Tây Tạng và phần còn lại là bản sắc văn hóa dân tộc của nước này. Tại chính điện này đó, phong cách thờ phượng ảnh hưởng từ Tây Tạng và nghi thức tụng niệm, cách thức tu tập, cách thức làm đạo cũng ảnh hưởng từ Phật giáo Tây Tạng. Riêng về mỹ thuật, ngoài màu sắc phù hợp với phong cách Tây Tạng, chúng ta thấy trên chính điện có những bức họa, và nó cụ thể hơn là phù điêu khắc họa về cuộc đời của Đức Phật theo một phong cách rất đặc thù mà Phật giáo các nước trong khu vực không có nước nào có được nét tương tự như thế. Chúng tôi đang có mặt tại chánh điện của một ngôi chùa Nhật Bản
Bồ Đề Đạo Tràng. Trên chánh điện có bốn chữ Tam Giới Tối Linh, nghĩa đen là Đức Phật là bậc thiêng liêng nhất trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trái và phải của tượng Phật, hình ảnh của quảng đại đa số quần chúng, đại diện cho các thành phần xã hội khác nhau đang quy ngưỡng về Đức Phật. Đây là một phong cách thể hiện một trong 10 đức hiệu của Đức Phật là Thế Tôn. Đức Phật là nhân vật được cả thế giới này tôn kính. Phong cách thờ phượng này chúng ta không thể tìm thấy một mô hình tương tự ngay cả tại nước Nhật Bản. Và dĩ nhiên là đây là một mô hình thờ Đức Phật rất đặc thù tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sau lưng chúng tôi là tượng Đại Phật trong tư thế thiền định do cộng đồng Phật giáo Nhật Bản xây dựng vào năm 1989. Tượng này sau 7 năm xây dựng đã được khánh thành vào ngày 20 tháng 2 năm 1996. Tượng là biểu tượng của Phật giáo Nhật Bản, có chiều cao 80 feet tính luân đế và tương đương 24 mét. Đây là tượng Đại Phật quan trọng và cao nhất trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, và do đó tượng Đại Phật này cũng là nơi thu hút du khách quốc tế mỗi khi có dịp chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng. Về chất liệu, tượng Đại Phật được làm bằng đá sa thạch vàng đỏ mà tiếng đạo gọi là đá Chuna. Phong cách của loại đá này là kiên cố và bền vững với thời gian. Phần lớn các công trình kiến trúc chính của Ấn Độ thường sử dụng đá này, và đây là tượng Đại Phật đầu tiên được làm bằng đá sa thạch Chuna với chiều cao 24 mét trong các Phật quốc. Chal mala yu san sarayu ahira.
Thưa các quý Phật tử, chúng tôi đang có mặt tại chánh điện của chùa Tây Tạng thuộc trường phái của ngài Kamapa mà dân gian thường gọi là chùa Kamapa thứ 17. Chùa này đó thờ Đức Kamapa, nhân vật đứng thứ ba của Phật giáo Tây Tạng trên toàn cầu. Hai nhân vật quan trọng hơn là Đức Đạt Lai Lạt Ma và Ban Tiền Lạt Ma. Ngài Kamapa theo chùa phái Phật giáo Mũ Vàng. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 qua đời, theo di chúc của ngài, ngài Kamapa sẽ là người lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng trên toàn cầu. Ngôi chùa của ngài Kamapa thứ 17 có những sắc thái rất đặc thù, ngoài những nét kiến trúc mỹ thuật phản ánh Phật giáo của Tây Tạng thì còn là những nét kiến trúc đặc thù của trường phái Kamapa. Trải qua nhiều thế kỷ, trường phái Kamapa có đóng góp rất to lớn cho sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng. Hiện nay ngài Kamapa đi thuyết giảng trên toàn cầu và là một hình ảnh, một nhân vật lãnh đạo Phật giáo rất quan trọng. Sẽ thay thế ngài Đạt Lai Lạt Ma để lãnh đạo Phật giáo thế giới trong tương lai. Trong các chùa do các ngài Kamapa, Ban Thiền Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma xây dựng đó, thì trên chánh điện ngoài ba tượng Phật và Bồ Tát nằm ở vị trí quan trọng nhất, thì ở vị trí chính giữa thấp hơn một cấp đó là tượng của các nhân vật quan trọng đó. Đây là ngài Kamapa thứ 16 và tượng của ngài được đặt ngay vị trí chính giữa, được xem giống như là Phật sống. Kamapa được xem là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Vì đặt vai trò của Tam Bảo ngang với lệ Phật Bảo, cho nên các vị Đạt Lai Lạt Ma, Kamapa, Ba Thiền Lạt Ma được xem như là hóa thân của các Phật và các vị Bồ Tát. Đây là một truyền thống đặc thù của Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta không thể tìm thấy phong cách tương tự trong các trường phái Phật giáo còn lại. Phật Quốc Tự tại Bồ Đề Đạo Tràng do Hòa Thượng Thích Huyền Diệu khởi công xây dựng, đánh dấu sự có mặt của Phật giáo Việt Nam tại Ấn Độ. Phía trước chùa là ngôi bảo tháp uy nghi cao sừng sững, được xây bằng gạch nung đỏ cao 9 tầng. Mặt trước của chùa là tấm bản đồ Việt Nam đặt trịnh trọng ngay lối thềm trang của lối vào chánh điện. Cho chúng con đường đi giữa trời, tan bóng đêm vầng dương trôi ngời. Để khúc ca tìm không thấy lời, nay bước sang một đời sống mới. Ai có tin từ trong lửa hồng, sen vẫn cuộc sống vui vượt qua huyễn mộng, bóng sáng hơi trải khắp hương.
sáng ngày 15 tháng 3, đoàn đã đến núi Khổ Hạnh Lâm để đảnh lễ và tụng một thời kinh ngắn. Chính tại núi Khổ Hạnh này, Đức Phật đã có 6 năm tu tập và phát nguyện mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè theo lối tu khổ hạnh. Và kết quả, Ngài chỉ còn da bọc xương vì kiệt sức. Cùng nhau cung kính bên Thầy, lời Thầy thanh thoát thương yêu, mở đường chân lý an lành, cuộc đời vơi bớt đau thương buồn phiền. Cho chúng con mùa xuân bất tận, tâm trôi trang niềm vui rất gần. Trời trong nắng ngân, đây đó hoa một lần nở mãi. Như bóng đêm chợt tan vỡ rồi, khi tiếng chuông Thầy vang giữa đời. Ai đã qua một phen sáng ngời, tâm vững tin chẳng bao giờ vơi. Thầy là cây cao bóng mát, lòng từ bao la bát ngát. Dậy sâu xa thấu thoát, mở lối đi về vô cùng. Một mảnh đất rất khô khan, Thầy về rạng rỡ thanh thản dịu dàng. Thầy là ánh sáng mênh mang, cuộc đời sẽ vẫn than vãn. Chẳng chúng con đường đi giữa trời, tam bóng đêm vầng dương trôi người. Để khung ca tìm không thấy lời, nay bước sang một đời sống mới. Ai có tin từ trong lửa hồng, sen vẫn tươi tỏa hương bất động. Cuộc sống vui vượt qua huyễn mộng, bóng dáng Thầy trải khắp hư không. Có tim từ trong lửa hồng, xem vẫn tươi tỏa hương bất động. Cuộc sống vui vượt qua huyễn mộng, mong rằng Thầy trải khắp hư không. Đây là hang động phủ, nơi mà cộng đồng Phật giáo Tây Tạng tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca trong tư thế xuất địa. Hang động phủ này nằm kế cạnh hang động chính, nơi mà Sa-môn Gotama 6 năm tu khổ hạnh trở thành gia bọc xương. Từ Kavalabhassu, Thái tử Tất Đạt Đa đã đi qua nước Tỳ Sa Ni, học đạo với hai vị đạo sĩ Arara và Uddaka, chứng đắc được hai cảnh giới thiền mà đỉnh cao nhất của nó là phi tưởng xứ, tức là trạng thái tâm không còn tưởng, hoặc là nó nhẹ nhàng thư thái như thể không còn các hoạt động của tư duy, mà nó cũng không hẳn là như thế. Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là đích điểm tâm linh mà Ngài cần hướng về. Rời khỏi Vesali, Đức Phật hướng về Ma Kiệt Đà. Từ Ma Kiệt Đà, Đức Phật hướng về núi Khổ Hạnh này. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, núi Khổ Hạnh là trung tâm tâm linh dành cho các đạo sĩ Bà La Môn, mà theo họ dựa vào tư tưởng của kinh điển Vệ Đà vào thời đó là con đường tốt nhất, ngắn nhất, hiệu quả nhất, giúp cho một đạo sĩ trở thành bậc thánh nhân. Truyền thống tu tập của những người theo Bà La Môn giáo cho rằng cơ thể này là nguồn gốc của tội lỗi, do đó bằng các phương pháp tu khổ hạnh, cơ thể đau nhức, tâm trạng lúc đó không còn nghĩ tưởng gì đến
tất cả những điều kiện hưởng thụ và theo họ. Đây là cách để tiếp cận với sự giải thoát. Cũng tin theo phương pháp này, Đức Phật đã tương tự trải qua các phương pháp khổ hạnh thịnh hành lúc bấy giờ. Trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ mô tả như sau: Đức Phật đã tu theo hạnh con chó, ngủ như một con chó, ăn như một con chó. Rồi sau đó Đức Phật tu hạnh như một con bò, nhai lại giống như một con bò. Đức Phật tu mỗi ngày chỉ đứng một chân, hoặc là nằm ở trên trong gan, hoặc là dùng các vật đau đớn đánh vào cơ thể mình, hoặc là suốt năm không tắm, không tạo râu tóc, hoặc là không ăn uống. 6 năm như thế, cơ thể của Đức Phật chỉ còn da bọc xương, và Ngài thấy ngày càng kiệt sức. Từ đó Đức Phật chiêm nghiệm và đánh giá lại phương pháp tu khổ hạnh, Ngài đã đi đến một kết luận: đây là phương pháp sai lầm. Mặc dầu 2500 năm trước đó cho đến thời điểm của Ngài, ai cũng cho rằng là đạo lộ của giác ngộ và giải thoát. Tại địa điểm này, ngoài Đức Phật thì còn có hàng trăm các vị đạo sĩ Bà La Môn tu tập tương tự. Năm vị đạo sĩ Bà La Môn quen thuộc nhất thường được gọi trong Hán Việt là năm anh em Kiều Trần Dương. Đức Phật đã thuyết phục năm người bạn đồng tu và yêu cầu họ cũng giống như Ngài hãy từ bỏ phương pháp sai lầm. Vì ngộ nhận, họ nghĩ rằng Đức Phật đã ngã đời, cho nên họ chán nản Đức Phật và giả từ Đức Phật. Tại địa điểm này, năm anh Kiều Trần Dương đã đi bộ 250 cây số về Sa Nát, đó là trung tâm tâm linh tín ngưỡng gắn liền với sông Hằng huyền bí mà những người theo Ấn Độ giáo cho rằng chỉ cần chìm mình xuống sông là có thể thanh tịnh thân và tâm. Tại đây Đức Phật hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, chỉ cách 8 cây số đường chim bay. Đến viếng hang khổ hạnh, chúng ta học được một số bài học cao quý từ Đức Phật như sau. Điều 1: nhận thức con đường quá độ là sai lầm. 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật được xem như là con đường quá độ, mà theo truyền thống Bà La Môn đó là đạt lộ của giải thoát. Con đường khổ hạnh này đã làm cho tên tuổi của Đức Phật chói sáng trong truyền thống tu tập khổ hạnh tại đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Mục đích của Đức Phật không phải tìm kiếm danh vọng và tiếng tốt, cho nên Ngài đã mạnh dạn rũ bỏ tất cả những cái mác, những cái bình phong, những cái tôn kính của con người, vì Ngài có mục đích duy nhất là tìm ra chân lý, chứ không phải là tìm kiếm sự tôn kính. Do đó Đức Phật đã mạnh dạn từ bỏ đó. Chúng ta cũng nên học theo Đức Phật, đánh giá lại con đường mình đi, lý tưởng mình theo, sự thực tập mình đã theo đuổi, hoặc những gì mà mình đang nỗ lực làm. Nếu phát hiện rằng tất cả những điều đó có một phần gì đó chưa hoàn chỉnh, không tự ái, không mặc cảm, mạnh dạn điều chỉnh. Nếu nó hoàn toàn sai thì phải hướng về con đường đúng. Đó cũng là sự liên kết tri thức. Điều 2: từ bỏ địa điểm khổ hạnh. Theo Đức Phật, không gian tạo thành môi trường khẩu nghiệp. Khi mà một tập thể nào đó sống trong một môi trường không gian nào đó thì tỏ ra xung quanh đó một vùng cộng nghiệp mà chúng ta thường gọi là thói quen tập thể, dẫn đến sự hình thành phong tục tập quán. Trải qua nhiều thế kỷ, phong tục tập quán còn động lại sẽ trở thành là văn hóa của con người. Tại đây, hàng trăm các nhà tu khổ hạnh vì quý mến Đức Phật, họ có thể đến thuyết phục Đức Phật tiếp tục con đường này. Từ đây đến Bồ Đề Đạo Tràng giàu không xa, lý tưởng cao quý của Đức Phật đã được tìm thấy, nhưng Ngài vẫn mạnh dạn từ bỏ chốn này
để không bị một tác động tiêu cực nào của những người đồng tu, dầu pháp xuất từ thiện chí, có thể làm cho Ngài trở ngại trên con đường đi đến trung đạo vốn vừa được Ngài khám phá sau 6 năm tu sai lầm. Cho nên để thay đổi một việc nghiệp của cá nhân hay là một cộng nghiệp của tập thể, việc rời khỏi không gian đó là một trong những cách thức tốt nhất để chúng ta có thể làm. Và nhờ rời khỏi nơi này mà có con đường sai lầm của Đức Phật sau 6 năm đó được bỏ lại sau lưng. Điều 3, trung đạo về không gian. Chúng ta đang có mặt tại đây vào tháng 3, mặc dù trời chưa nóng lắm, nhưng nhìn cái quang cảnh xung quanh toàn là núi đá, cây trơ trọc. Ta có thể hình dung vào thời điểm thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, độ nóng tại khu vực này vào những tháng 5, 6, 7 và 8 của dương lịch chắc chắn là không dưới 39 cho đến 43 độ. Phê bình và giam bước mình trong một cái hang động với một cái nhiệt độ như thế không phải là điều dễ chịu. Và tại đây đó, Đức Phật chỉ ăn mè để có thể giữ được cái sức sống một cách thôi thớt thôi. Không gian Bồ Đề Đậu Tràng do vì có con sông Ni Liên Thiền bọc quanh, cho nên đó, tại đó cũng vào những tháng mùa hè, khí hậu trở nên mát mẻ, độ nắng nóng tương tác với mặt sông tạo ra một cái không khí rất là mát và dễ chịu. Do đó, dầu chỉ cách nhau 8 cây số, không gian Bồ Đề Đậu Tràng mát mẻ hơn nơi này rất là nhiều. Điều này đã giúp cho Đức Phật dễ dàng tu tập thiền định bất động suốt 49 ngày, mà nhờ vào phương pháp tu đúng đó, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên. Cho nên trong quá trình tu tập về sau này, nhất là qua bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật khẳng định rất rõ có hai thái cực cần phải tránh. Thứ nhất là hưởng thụ các khoái lạc giác quan nhưng lầm nhận rằng đó là niết bàn giải thoát. Thứ hai, cho rằng thân thể là nguồn gốc của tội lỗi, đì đoạt nó để nó không có cơ hội hưởng thụ trong đời. Từ bỏ hai cái sai lầm đó, Đức Phật đã thực tập trung đạo về con đường tâm linh, trung đạo về cái không gian và khí hậu, và chúng ta có thể suy ra Đức Phật truyền bá con đường trung đạo cho các lĩnh vực còn lại. Kính thưa các quý Phật tử, đó là ba bài học mà chúng ta rút ra từ địa điểm 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật. Và ngày nay, nhờ nương vào con đường bát chánh đạo của Đức Phật, chúng ta không phải lằn mò như Đức Phật ngày xưa. Vấn đề còn lại, con đường đã được chỉ dẫn, công việc của chúng ta là đi trên con đường đó đúng cách để không phải nhọc nhằn như Đức Phật, mà suýt nữa là chết bỏ mạng trên cuộc đời. Học trung đạo, tu trung đạo và truyền bá trung đạo, chúng ta có một đời sống cân bằng, hạnh phúc và bình an.